lại các bạn trong video mới của mình ngày hôm nay. Thì như cái video clip lần trước mình có nói là mình muốn recommend cho mọi người những cái cuốn sách rất là hay ho mà mình có đọc được trong thời gian vừa rồi. Thế nhưng mà do cái clip nó quá dài, thế nên là mình đã phải chia cái này ra làm hai part. Thì hôm nay part 2 sẽ lên sóng. Và mình thấy là trong cái clip lần trước có một vài bạn có comment là mình toàn review sách tiếng Anh, thì hôm nay mình sẽ chỉ toàn review sách tiếng Việt. Và để cho clip không quá dài thì chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn nhé. Và cuốn truyện đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho mọi người thì chính là một cuốn truyện của một nhà văn rất nổi tiếng. Và ông này đã trong năm 2018 đã trở thành một trong những tác giả ưa thích nhất của mình. Và đấy chính là tác phẩm Và Rồi Núi Vọng của Khaled Hosseini. Đây chính là tác phẩm thứ 3 sau hai tác phẩm rất là nổi tiếng và thành công của ông ý là Người Đưa Diều và Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ. Và mọi người đã biết là mình nghĩ gì về hai quyển đấy rồi đúng không? Thế nên là sau khi mà mình đọc xong hai cuốn sách đấy, mình đã kiểu rất là hồi hộp để đọc cái cuốn truyện thứ ba này của ông ý. Thì Và Rồi Núi Vọng là câu chuyện kể về hai anh em là Abdullah và Paris. Thì hai anh em mất mẹ, thế nên là phải sống với bố và mẹ kế từ rất là nhỏ. Thế nên là hai anh em rất là yêu thương, đùm bọc và gắn bó với nhau. Thế nhưng mà vì sống trong một cái khu nông thôn nó rất rất là nghèo và khó khăn, thế nên là bố của hai anh em đã phải quyết định đúng như kiểu là đi bán Paris cho một cái gia đình khá giả khác ấy. Câu chuyện là kể về cuộc sống của hai anh em sau này, và rất là nhiều người cũng liên quan đến cuộc sống của hai anh em sau này nữa. Và câu chuyện bắt đầu khi hai anh em còn rất rất là nhỏ, và cho đến cuối chuyện khi hai nhân vật đã là những kiểu ông bà già ấy. Thì thực ra mình thấy đã là tác phẩm của Khaled Hosseini thì thực ra mọi người không cần nghe mình review đâu, mọi người mua luôn cũng được. Thế nhưng mà phải nói, chính vì đây là một tác phẩm của Khaled, thế nên là mình đã biết trước được là nó sẽ là một tác phẩm hay. Tại vì Khaled Hosseini thực sự là một người kể chuyện rất là tài năng. Ông ấy luôn biết cách kể những câu chuyện của mình theo một cách rất là lôi cuốn và hấp dẫn. Nửa đầu của cái cuốn truyện này ấy, tầm khoảng 200 trang đầu ấy, mình đọc trong một lèo luôn, mình không thể dừng được tại vì nó rất là hấp dẫn. Tuy nhiên là cái tác phẩm này nó khá là khác so với hai tác phẩm trước của Khaled Hosseini. Tại vì tác phẩm này mặc dù nó vẫn lấy bối cảnh ở Afghanistan, thế nhưng mà nó không tập trung quá nhiều vào kể về những cái nỗi khổ của người dân Afghanistan ấy. Ông ý target, ông ý tập trung vào nhiều những cái chủ đề mà nó rộng hơn, nó mang tính universal hơn. Đặc biệt là trong này ông ý rất tập trung nói về cái mối liên hệ giữa những người thân trong gia đình với nhau này, hay là cái mối liên hệ giữa một bản thân con người với gốc gác, cội nguồn, quê hương, nơi người đấy sinh ra nữa. Ông ý cũng có lấy bối cảnh Afghanistan, thế nhưng mà cái bối cảnh câu chuyện nó còn trải dọc ra thêm ở cả Pháp này, ở cả Hy Lạp. Và mình đánh giá trong 3 tác phẩm thì đây có lẽ là tác phẩm mà mình thấy là đọc nhiều tham vọng nhất của Khaled Hosseini. Tại vì ông ý không chỉ là lấy bối cảnh của nhiều quốc gia khác nhau, ông nói về những cái chủ đề mà nó mang tính gọi là rộng hơn, mà ông ý còn sử dụng rất là nhiều ngôi kể khác nhau nữa. Đây là cuốn truyện có lẽ là nhiều ngôi kể đan xen nhất mà mình từng đọc. Mà mình thấy có những ngôi kể nó còn kiểu không liên quan đến nhau luôn ấy. Có ngôi kể của người em Paris này, nhưng cũng có ngôi kể là của một người bác của cả hai, rồi lại có một anh bác sĩ từ Hy Lạp. Mặc dù tất nhiên là tất cả những cái ngôi kể đấy nó đều liên kết với nhau, thế nhưng mà thực sự đây là một cuốn sách có rất nhiều ngôi kể và rất nhiều nhân vật. Thế nhưng mà như mình nói, vì là kể quá nhiều ngôi kể, thế nên là mình cảm giác có những ngôi kể, câu chuyện của những nhân vật mà mình rất là muốn tìm hiểu thêm thì lại không được đào sâu. Sau khi có những ngôi kể về những nhân vật mà mình kiểu không ke lắm ấy thì lại được chú ý kể khá là chi tiết. Thế nên là việc kể quá nhiều nhân vật thế làm cho mình cảm giác cái mạch truyện đôi lúc là nó hơi bị rời rạc. Và một điều nữa mình không thích lắm ở cái chuyện này đấy chính là mình cảm giác như là trong hai anh em Abdullah và Paris thì cái chuyện này nó quá tập trung vào người em gái Paris ấy, và dường như là bỏ quên người anh Abdullah luôn. Chính vì ông ấy tập trung vào nhiều nhân vật quá, ở nhiều bối cảnh khác nhau quá, thế nên là hai cái nhân vật trọng tâm nhất của câu chuyện này là hai anh em Abdullah và Paris thì lại cảm giác như là không có đủ spotlight để mà thể hiện, để mà tỏa sáng. Thì mình thấy đấy cũng là một cái điều khá là tiếc cho cái câu chuyện này. 200 trang đầu mình đọc thì mình sẽ cho chuyện này 4.5, nhưng mà đoạn sau mình đọc thì mình thật sự mình thấy nó hơi bị đuối. Thế nên tổng lại mình cho chuyện này 4/5 star. Khaled Hosseini như kiểu là một tên tuổi bảo chứng cho sự hay của một tác phẩm ấy. Thế nên là mình vẫn recommend cái câu chuyện này cho mọi người, một câu chuyện rất là có ý nghĩa nhân văn. Nhưng mà nếu mà trong 3 chuyện của Khaled Hosseini mà mọi người chưa đọc chuyện nào ấy, thì mình nghĩ là mọi người nên đọc Người Đưa Diều hoặc là Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ trước. Ok, cuốn sách tiếp theo cũng là một cuốn non-fiction, và đấy chính là quyển Con Đường Hồi Giáo của chị Nguyễn Phương Mai. Mình có thấy một vài bạn có khen là cái cuốn này nó khá là hay, thế nên là mình đã quyết định mua về và đọc thử. Và nó hay các bạn ạ. Thì con đường
đường Hồi giáo là kể về cái chuyến hành trình của chị tác giả Phương Mai. Khi mà đi qua mình nghĩ là phải tầm 9-10 nước, thậm chí là hơn 10 nước ở các quốc gia ở Trung Đông, trải dài từ tận kiểu Palestine, Saudi, Israel, tận Ai Cập, rồi thì Tây Ban Nha, rồi thì Maroc. Thì nói chung đây là một cái hành trình đúng là trải dài trong cái vùng Trung Đông đấy, và nó kéo dài trong tận 9 tháng thì phải, nếu mà mình nhớ không lầm. Và ở trong cái sách này thì chị ý kể về cái trải nghiệm của chị ý ở mỗi quốc gia. Cái lý do mà thôi thúc chị ý thực hiện cái cuộc hành trình này là tại vì chị ý muốn thực sự trải nghiệm về cái cuộc sống ở những cái quốc gia Trung Đông. Tại vì mình nghĩ là như mình hay là tất cả mọi người khi mà xem Thời sự báo đài Việt Nam thì cũng sẽ chỉ thấy một Trung Đông toàn chiến tranh, toàn bom đạn, rồi thì đang phải suffer rất là khổ sở của bọn Taliban, rồi thì Hồi giáo, tất cả các thứ rất là khắc nghiệt. Sẽ không bao giờ nghĩ đấy là một nơi mà mình nên du lịch đến hay là mình nên đi đến ở thời điểm hiện tại này. Thế nhưng mà chị Mai này, chị lại muốn thực sự trải nghiệm là xem nó có giống như thế không. Và ở mỗi chat là mỗi quốc gia Trung Đông mà chị đi qua thì chị đều kể lại không chỉ là cái cảm nhận suy nghĩ của chị ý về mỗi cả phong cảnh, rồi thì phong tục tập quán ở các quốc gia, mà chị ý còn cố gắng tiếp xúc nhiều nhất có thể hay là phỏng vấn những người đấy để có thể có một cái nhìn về quan điểm chính trị, quan điểm xã hội của những cái người dân bình thường ở những cái quốc gia Trung Đông đấy. Và mình phải nói thật sự là đây là một cuốn sách rất là mang tính giáo dục, mở mang đầu óc đúng nghĩa luôn ý. Tại vì mình thấy đây có lẽ là cuốn sách đầu tiên và chắc hiện giờ là duy nhất ở Việt Nam mà có thể cho người đọc một cái nhìn rất là bao quát, tổng thể nhưng mà cũng rất là chi tiết và trực diện và thực tế về những cái vấn đề đang xảy ra ở Trung Đông, và về thậm chí là cả ba tôn giáo. Đây thì chị tập trung nói về Hồi giáo, thế nhưng mà kể về nguồn gốc của Hồi giáo thì chị cũng có nói về Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo nữa. Nó có rất là nhiều những cái kiến thức hay ho mà kể cả mọi người Google ở trên mạng mọi người cũng sẽ không bao giờ tìm đọc được ấy. Thì mình thấy thật sự nó rất là giàu thông tin, nó rất là bổ ích và nó đúng là mở mang đầu óc của người đọc rất là nhiều. Nhưng mà cái cuốn này nó không hề mang tính đơn thuần chỉ là kể lể hay là liệt kê thông tin, mà mọi người hoàn toàn sẽ bị cuốn hút bởi cái ngòi bút thật sự rất là thông minh, cá tính sắc sảo và dí dỏm của cái chị Phương Mai này. Và khi mà mình đọc thì mình thấy rất là rõ được cái background làm báo của chị này ấy, qua cái ngòi bút rất là sắc nét. Cái cách mà chị lựa chọn tính từ ấy, không chỉ đơn thuần là chị diễn tả cái thông tin đấy ra đâu, ẩn sâu trong đấy là cái ý kiến của chị đang tán đồng, đang phê phán hay là đang chê trách hay là đang lên án về những cái sự việc đấy đang xảy ra. Ngoài kinh nghiệm làm báo thì chị này còn đi dạy, chị là giảng viên đại học nữa, thế nên là thực sự những cái kiến thức về mặt xã hội của chị rất là uyên bác, và kết hợp với những cái kinh nghiệm làm báo của chị ý làm cho cái cách hành văn ấy, từng câu văn của chị rất là sắc sảo mà vẫn ở trong đấy đậm cái tính chất cá nhân và cái sự hài hước của riêng chị ý nữa. Thế nên là đây thực sự là một cái trải nghiệm đọc sách mà mình thấy rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà mặc dù cái ngòi bút rất là hấp dẫn, thế nhưng mình nghĩ là để đọc được hết cái cuốn truyện này là mọi người cũng phải khá là kiên nhẫn một chút. Tại vì mình cảm giác như là có một số đoạn chị Phương Mai này viết ý, là chị viết cho những người mà đã có cái kiến thức basic về gọi là địa lý, ý chính trị ở khu Trung Đông rồi, thì mọi người đọc mọi người mới thẩm được hết cái sự sâu sắc. Thế nhưng mà vì mình là mình chưa có kiến thức rõ về bất cứ một cái quốc gia này nào ấy, thế nên là khi mà mình đọc một số đoạn là mình vẫn chưa thực sự rõ được cái ý mà chị muốn diễn đạt lắm. Thế nhưng mà tựu chung lại thì mình vẫn thấy đây là một cuốn sách rất là hay và rất là có tâm. Và thật sự là nó giúp mọi người mở mang đầu óc, mọi người được trải nghiệm một cái Trung Đông thật sự mà không cần phải thật sự đi Trung Đông. Và mình rất là mong là ở Việt Nam có thể có nhiều cái tác giả với những cái tư tưởng, cái lối sống, cái ngòi bút có tâm như chị ý. Thế nên là mình thật sự rất là recommend cái cuốn sách này. Ở trên Goodreads thì mình cho cuốn này 4 trên 5 star. Và mình cũng highly recommend mọi người đọc thử cuốn sách này đi nhá. Ok, cuốn truyện tiếp theo mà mình muốn recommend cho mọi người thì thực ra là một cuốn truyện mà mình đã đọc từ rất là lâu rồi. Thế nhưng mà mình không thật sự là bị kiểu blown away bởi nó ấy. Thế nhưng mà mình vẫn thấy đây là một cuốn sách khá là đáng đọc. Chỉ đọc để cảm thấy thư giãn đầu óc thôi ấy, không phải nghĩ quá nhiều. Thì đấy chính là cuốn Người đàn ông mang tên Ove của Frederick Bachman. Nếu mà bạn nào mà đã xem cái clip haul mà mình nói đến cái cuốn sách này khi mà mình mới nhận được nó nhá, thì hãy comment ở phía dưới nhá. Thì chắc là mọi người đã follow mình một thời gian khá là lâu rồi đấy. Thì cái cuốn truyện này là kể về bác Ove. Bác ý là một người đàn ông hình như là 60 tuổi, bị như kiểu công ty cho nghỉ hưu sớm và
vợ bác ý cũng vừa mất, thế nên là bác ý quyết định là tự tử. Nhưng mà cứ mỗi khi mà bác ý khoan lỗ và chuẩn bị bắt dây để tự tử ấy, thì lại có một người hàng xóm đến bấm chuông hay là một cái sự vụ gì đấy xảy ra làm bác ý cứ kiểu bị trì hoãn cái việc tự tử của bác ý. Thì thông qua cái sự việc nghe nó khá là kiểu chéo nheo và khá là hài hước như thế, thì tác giả dần dần hé lộ cái câu chuyện về quá khứ của Ove khi mà Ove còn là một người đàn ông trẻ này, rồi lập gia đình này, rồi kết hôn với người vợ của mình. Và ở hiện tại thì là câu chuyện của bác Ove với những người hàng xóm. Thì cái câu chuyện này nó đi theo đúng như gì mà mình expect lúc đầu luôn, là một câu chuyện kể về tình người này, về tình cảm gia đình này. Mình nghĩ là với cuốn truyện này thì mọi người cũng đừng expect quá nhiều và mọi người cũng không cần phải biết quá nhiều đâu. Cái điều mà mình thích ở cái chuyện này thì đấy chính là cái giọng văn rất là dí dỏm và rất là trào phúng của cái chú Fredrik này. Tại vì cái bác Ove này già, hình như kiểu bác ấy cũng hơi lẩm cẩm, rồi bác ấy cũng hơi lâu tách ấy. Thế nên là bác ấy có những cái khó chịu với những cái vấn đề nó tưởng chừng rất là đơn giản ở xung quanh, đúng như kiểu quan điểm nhìn nhận, viewpoint của một người già ấy. Nhưng mà mình thấy qua những cái hài hước, cái dí dỏm đấy, thì là những cái thông điệp về cuộc sống mà mình nghĩ là khi mà mọi người đọc thì mọi người cũng sẽ phải suy ngẫm về nó ấy. Và bên cạnh đấy, một cái điểm cũng rất là lớn, đấy là khi mà mình đọc mình kiểu đúng kiểu bị tan chảy luôn ý, bởi vì cái tình yêu mà cái bác Ove này bác ý dành cho người vợ của bác ý. Bác ý là một người đàn ông chỉ làm một công việc ở tàu rất là bình thường thôi, không phải là một người đàn ông giàu có, cũng không đẹp trai, nhưng mà bác ý là một người chồng rất là trung thực, rất là mẫu mực, rất là yêu vợ của mình. Nó như kiểu là đại diện cho hình ảnh của những cái người đàn ông thế hệ đi trước ấy, những cái người mà họ không hay giỏi nói và coi trọng cái action hơn là cái talking, và rất là kiểu yêu thương, trân trọng người vợ của mình. Và bên cạnh đấy thì cái cách mà ông Ove ông đối xử với những người hàng xóm nữa, mặc dù bên ngoài ông là một người rất là cục cằn và thô lỗ, thế nhưng mà ẩn sâu bên trong lại là một trái tim rất là ấm áp. Thế nhưng mà thực ra là mình cũng không quá là bị ấn tượng bởi cái chuyện này, tại vì thứ nhất là mình cũng đoán được gần hết, và thứ hai là tất cả các nhân vật nó cũng là xây dựng rất là một chiều ấy. Nó đúng kiểu nhẹ nhàng, ấm áp, tình cảm, thân thương dành cho kiểu mọi nhà, mọi người, mọi lứa tuổi ấy. Thế nên là nó cũng không có những cái chiều sâu tâm lý, cái đấu tranh mà mình hay thích đọc trong các tác phẩm fictional khác. Thế nhưng mà mình thấy với một cái cuốn sách mà gần gũi để ca ngợi về gia đình và ca ngợi những cái giá trị mà tác giả cảm thấy đang dần dần bị phai một trong xã hội hiện đại, thì mình vẫn thấy đây là một cuốn sách mà mọi người đáng đọc. Thực ra mình cũng không hề định review cái cuốn truyện này, tại vì ở trên Goodreads thì mình chỉ cho cuốn này tầm 3.5/5 thôi. Không phải là một cuốn truyện quá xuất sắc, nhưng mà là một cuốn truyện nên đọc về tình cảm gia đình, về những cái thay đổi trong cái xã hội hiện đại so với cái xã hội ngày trước ấy. Và thật sự mình rất là thích cái ngòi bút của cái chú Fredrik Backman này, và yeah, xứng đáng để mọi người check thử. Trước đây thì mình khá là bài trừ những cái thể loại sách như kiểu là self-help tản văn này mà các chị blogger viết hơi cái kiểu lên mặt, là dạy các em gái là các em phải cá tính như thế này, các em phải yêu đương thế kia, thì mình hơi không thích những cái thể loại đấy. Thế nhưng mà khi mà mình đọc thì mình rất là bất ngờ, tại vì cái giọng văn của chị Vãn Tình này, mặc dù là chị rất là cá tính nhưng mà vẫn rất là thẳng thắn, thân thiện, cảm giác như đúng là kiểu các bạn đang được nói chuyện với một người chị ấy. Và đồng thời trong lúc đấy cũng mình cũng cảm thấy rất là ấn tượng với những cái lời văn, từ ngữ và những cái suy nghĩ, những cái quan điểm rất là hiện đại, rất là trưởng thành của chị ý. Thực sự mình thấy đây là một cuốn sách nên đọc dành cho các bạn nữ hay là các chị em phụ nữ, tại vì chị Vãn Tình trong cái cuốn này chị đề cập đến những cái vấn đề mà mình thấy thật sự nó là muôn thuở luôn ý đối với chị em châu Á, từ những cái vấn đề rất là đơn giản như là trong cái mối quan hệ này, rồi nay mai khi mà lập gia đình thì mối quan hệ với gia đình nhà chồng, rồi thì cái cách nhìn nhận về công việc, rồi cái cách nhìn nhận với đồng nghiệp, đối xử với mọi người xung quanh, từ những cái vấn đề nó rất là chung trong cuộc sống cho đến những cái vấn đề rất là cụ thể, kể cả như việc là khi mà mâu thuẫn với gia đình nhà chồng về việc nuôi dưỡng con cái thì như thế nào. Mà thêm một điều nữa mình cũng rất là thích ở cái chị này, đấy chính là mỗi tình huống mà chị đặt ra ấy thì chị đều đưa ra một cái góc nhìn nhận hay là một cái giải pháp nào đấy mà có thể giúp cho chúng ta, những người mà có thể đang gặp những cái vấn đề tương tự đấy, thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách nhìn nhận, hoặc là có một cái giải pháp để đối mặt và giải quyết được cái vấn đề đấy. Và thực sự mình thấy chị này có một cái quan điểm về cuộc sống rất là hiện đại mà mình nghĩ là tất cả mọi cô gái đều nên học tập ấy. Đấy chính là hãy trở thành cái phiên bản không phải là người khác muốn mình trở thành, mà hãy trở thành cái phiên bản mà mình muốn trở thành. Và độc lập ở đây là phải chịu trách nhiệm trong cái suy nghĩ, cái hành động của chính mình ấy, chứ không phải độc lập ở đây là sống như tôi không cần ai kiểu đấy. Thì mình thấy có rất là nhiều quan điểm hay ho của chị ý mà mọi người nên học tập. Hơn nữa mình thấy đây là một cuốn sách
sách mà kể cả bạn nào ít đọc sách cũng đều có thể đọc được. Tại vì mỗi chương, mỗi chap của chị rất là ngắn, nó rất là xúc tích, nó đủ ngắn gọn, không quá dài dòng. Thì đây là cuốn sách mà mình highly recommend mọi người đọc thử, đặc biệt nếu mọi người là con gái nhá. Ok, vậy là mình đã giới thiệu với mọi người 4 cuốn sách chuyện mà mình recommend mọi người đọc trong thời gian sắp tới. Và nếu mà clip trước mọi người thấy là mình toàn là sách tiếng Anh thì clip này mọi người thấy không? Mình đã toàn là sách tiếng Việt. Mình mong là mọi người thấy cái video này hữu ích và mong là nó có thể giúp mọi người có thêm một vài gợi ý cho việc là sắp tới nên mua sách gì để đọc cho mùa thu đông năm nay. Và mình rất cảm ơn mọi người đã xem đến tận đây cuối clip này. Đừng quên like, comment và subscribe, và mình hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo của mình nha. Bye!